Em muốn hỏi chị Như Lê là chị có sợ là sẽ phản tác dụng khi mà mình tiếp tục đưa mối quan hệ này vào hay không? Và em muốn hỏi là giữa em với chị thì mối quan hệ thực sự là gì ạ? Em cảm ơn. Cảm ơn bạn. Tại vì mình xin trả lời nhé. Là tụi mình sống ấy, tụi mình đối xử với nhau, tụi mình sống với nhau rồi rất là vô tư và chưa bao giờ nghĩ tới bất cứ một cái chuyện gì hết. Những cái hình ảnh mọi người chụp trên mạng là bọn mình không hề biết. Và bọn mình đi ăn với nhau, gửi xe đi học thôi cũng bị chụp kiểu vậy. Thì thật ra những điều mình quan tâm là những điều khác, những điều mình mong muốn lớn hơn, sự nghiệp của mình, sản phẩm của mình, khán giả của mình, chứ còn những cái chuyện đó thì mình nghĩ là không trong sự quan tâm lắm của mình. Và còn để mà câu thứ hai thì hơi cực kỳ nhạy cảm nha. Mối quan hệ hả? Mình và anh biết là những người rất là yêu thương nhau trong cuộc sống, sẵn sàng giúp đỡ nhau, không cần quan ngại bất cứ điều gì và luôn muốn nhau tốt hơn mỗi ngày và thành công vậy thôi. Còn những cái Miu biết là bạn muốn Miu trả lời cái khác đúng không? Còn mọi người cũng muốn trả lời cái khác. Em có trả lời thật nhất có thể. Em thật lắm rồi anh bảo. Dạ. Rồi ok, một tràng pháo tay nào nha. Dạ, và như vậy sau ngày hôm nay thì mọi người sẽ hiểu rất là rõ là đây là mối quan hệ mà anh đang chơi chung với nhau rất nhiều năm, họ có những sự quý mến dành cho nhau. Dạ, nhưng mà chỉ tới đến lúc đầu này thôi à. Dạ, và chắc là